mọi chuyện bắt đầu kể từ khi cậu đứng đó và gọi tôi là ICD. Hình như tôi chưa bao giờ tâm sự với cậu, phải không? Vì có lẽ chúng ta là một. Tôi có rất nhiều điều muốn nói, và tôi đã cố gắng tách khỏi cậu để viết ra những dòng này gửi Huy. Tôi thật sự có vài điều muốn nói Huy này. Xin lỗi vì để cậu bước đầu trên con đường trong gai mà không đi dài, dù cậu tham gia vào vài nơi, dù ví tiền tuy gầy, hành trang cậu có lúc ít nhưng cũng đôi khi đầy. Xin lỗi vì đã khiến cậu yêu thích cái dòng nhạc rap. Xin lỗi vì thằng ICD này không muốn cậu có thêm người bạn khác, dẫn cậu vào mối quan hệ không tên, trải qua biết bao nhiêu trận sống đêm. Tôi biết dù cậu làm việc không nên vì tôi mà nhiều lần cậu để nụ cười tạm gác lại một bên. Có những ngày dài để dại dột thêm, buông mình vào sáng tác rồi lại một đêm. Chúng ta đã không để cho những trở ngại vọt lên, và cứ như vậy tôi muốn cậu đứng vững mặc kệ cho ai xô. Nếu như con tim có khóc thì cứ để đấy ngày mai khô. Nếu tôi nhớ không nhầm khi đó cậu mới 12 tuổi, tôi xin lỗi đã giúp cậu tưởng tượng cái điều khiển là Michael. Tôi xin lỗi vì đã không thể giúp cậu trở thành một gã ăn chơi, kiếm lấy một bài hit rồi sau đó lặn mất tăm hơi, bắt cậu ngồi ngoáy bút chút cả đồng chữ và nhạc. Xin lỗi vì tôi chỉ cho cậu thấy những thử thách khó khăn thôi. Tôi xin lỗi vì không thể dâng cơ hội cho cậu tận môi. Xin lỗi vì kéo cậu vào đám mạo rap và nhìn cậu nó cục khẩn trôi qua những khoảng thời gian không gặp. Tôi nghĩ chắc cậu đang bận thôi. Xin lỗi vì những lần tôi giả bộ nhưng không biết cậu đang giận tôi. Ai sẽ giúp cậu đưa ra lựa chọn vào ngày mai? Ai sẽ giúp đỡ cậu trong cái lần cậu làm sai? Tôi đoán là sẽ có rất nhiều người, và liệu tôi có thật sự quan trọng không? Và ai sẽ giúp cậu đưa ra lựa chọn vào ngày mai? Ai sẽ giúp đỡ cậu trong cái lần cậu làm sai? Tôi đoán là sẽ có rất nhiều người, và liệu tôi có thật sự quan trọng không? Xin lỗi đã bắt cậu phải chia sẻ câu chuyện đời mình. Tôi rất muốn biết cậu nhận được gì qua những bài học đó. Chỉ là tôi nghĩ chúng ta viết vào dấu nhật ký, nhưng có vài đoạn lại thầm mong có người tìm ra và đọc nó. Xin lỗi vì đã rủ cậu dìm những dục vọng xuống nước và rồi xem nó chết trường. Xin lỗi vì đã từng lôi kéo khiến cậu làm rung lòng hận thù trong một khoảng thời gian dài để chữa lành những vết thương. Xin lỗi kết bạn với tôi là sự đơn độc, kéo đến rắc rối cho cậu như một cơn lốc đau đầu nhức óc. Cậu từng vứt góc những tác phẩm chính là sự cô đơn và năm gió đó, và tao thức khóc đi trong bóng đêm thì phải sợ đôi mắt mù sao. Chúng ta đã đến với những thứ có giá đắt dù bao nhiêu vẫn không đủ. Cậu xứng đáng có thêm một tình yêu ở bên cạnh đi. Tại sao vì tôi mà cậu đánh mất thù lao hả? Tôi có thể giúp cậu có hàng tá người thích, nhưng lại chưa bao giờ là cô ấy, vì tôi muốn cô ấy tiếp cận con người thật của cậu chứ không phải thằng ICD này. Và ngày hôm đấy tôi vẫn nhớ cuộc hẹn của cậu và cô ấy, nói những mỏng thoại ngắn ngủi vào ngoài trời đầy gió. Tôi rất lấy làm tiếc khi không biết vì tôi mà cậu đã không còn sức theo đuổi cô gái trong lòng cậu ngày đó. Ai sẽ giúp cậu đưa ra lựa chọn vào ngày mai? Ai sẽ giúp đỡ cậu trong cái lần cậu làm sai? Tôi đoán là sẽ có rất nhiều người, và liệu tôi có thật sự quan trọng không? Và ai sẽ giúp cậu đưa ra lựa chọn vào ngày mai? Ai sẽ giúp đỡ cậu trong cái lần cậu làm sai? Tôi đoán là sẽ có rất nhiều người, và liệu tôi có thật sự quan trọng không? Và ai xin lỗi vì đôi khi âm nhạc khiến cậu nhàm chán, bắt cậu đối mặt với khó khăn ngồi xuống và đàm phán. Trong lòng cậu muốn rap nhưng họ muốn đầu cậu bàn toán. Xin lỗi vì bắt cậu chỉ ra một khoảng thời gian cho tôi hàng tháng. To làm gì để không sai sau phí to mà cậu dấn thân vào một bể trong gai. Tôi cũng như ba đam mê của người khác trước mặt gia đình, tôi là người bạn mà cậu không thể công khai. Tôi biết âm thanh này nghe giống rất mong vậy, nhưng cậu đâu phải kẻ có thể ngăn trái đất động đậy. Vậy tại sao cậu cố gắng ngang bản chất lâu nay, và tại sao còn có tìm những ký ức mà cậu đánh mất lâu nay? Tôi biết không dễ dàng đi cùng nhau làm nhà, không ekip không có ngôi nổi tiếng bàn bạc, như anh em xung quanh đứng ra giúp đỡ. Và may sao cậu đã thành công khi tự sản xuất ra album tóm tay. Wow. Nhìn cậu tự chống đối lại bản thân, và tôi hiểu cảm giác cái gớm đó, đem cho cậu tinh thần làm nhạc, và chúng ta đã cùng người lớn đó. Cậu muốn được làm chính mình, nhưng khi mọi chuyện kìm hãm thì liệu cậu dám không? Vậy cậu có muốn đồng hành cùng tôi hay quay lại và tiếp tục tham gia vào vở kịch của đám đông? Hả?